Thưa anh em, hiện tại Note 10 vừa ra và giá cũng đang rất là rẻ ở Note 10 hiện tại bây giờ. Như bên mình bán ấy chỉ tầm khoảng 19 triệu, hơn 19 triệu một chút thôi. Note 10 của Note thì chỉ hơn 20 triệu một chút thôi. Và bây giờ Note 8 cũng rất là rẻ. Note 8 hiện tại bên mình bán bản Hàn Quốc chỉ hơn 6 triệu thôi anh em nhé. Chỉ hơn 6 triệu là bản 9900 vô cùng là đẹp, đẹp như máy mới luôn đấy. Nhưng rất nhiều anh em hiện tại đi mua Note 8 bây giờ là đang không biết là nên mua bản nào đúng không? Không biết là mình có mua đúng bản hay không và không biết là bản Hàn và bản Mỹ nó khác nhau như nào. Nhiều anh em mua là dính vào hàng thay vỏ hay hàng dựng rất là nhiều luôn và kêu cũng có nhắn tin và kêu mình, và hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em cách mua Galaxy Note 8 chuẩn nhất, bản Hàn chuẩn nhất cho anh em. Hôm nay mình sẽ làm anh em bản Hàn thôi, bởi vì hiện tại mình chỉ coi bản Hàn thôi, bản Mỹ mình không còn nữa. Và phải chọn được bài rất đẹp và không bị dựng anh em nhá. Hôm nay mình sẽ làm cái hướng dẫn anh em. Tại mình có 3 chiếc Note 8 Hàn đấy nhá. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em chọn Note 8 Hàn thôi, bởi vì hiện tại mình chỉ có Note 8 Hàn thôi. Những cái hàng bán máy cũ như mình thì thường thường có hai phân đoạn, đó là máy Mỹ và máy Hàn thì lấy về được rất nhiều. Máy của Việt Nam hay máy quốc tế thì ít hơn. Và máy của Mỹ của Hàn nó sẽ khác nhau như nào nhá. Thì mọi người đều nghĩ là Samsung của Hàn Quốc, thương hiệu Hàn Quốc và máy của Hàn sẽ tốt hơn. Thì cũng có phần là đúng ấy. Thì mình chỉ thấy như này này, máy của Mỹ và máy của Hàn thì máy của Hàn đắt hơn. Và máy của Mỹ và của Hàn khác nhau là máy của Hàn Quốc là sở hữu chip Snap. Máy của Hàn Quốc nó sở hữu chip Exynos. Và máy của Mỹ thì nó sở hữu chip Snap anh em nhá. Anh em nào chơi game thì mua máy của Mỹ thích hơn. Anh em nào dùng bình thường thì nên mua máy của Hàn, bởi vì máy của Hàn Quốc có thể dùng 2 SIM. Và chip Exynos nó sẽ mát hơn chip Snap và đỡ tốn pin hơn. Anh em chơi game thì chọn chip Snap rồi đúng không? Đấy, thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em máy của Hàn thôi, bởi vì hiện tại mình chỉ còn máy của Hàn thôi. Máy của Mỹ thì mình không chọn được máy đẹp nữa. Và chắc là thời gian tới may là mình có thôi, chứ hiện tại mình không còn nữa. Mà hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em máy của Hàn nhá. Thì việc mua máy Note 8 nó là một chiếc máy hiện tại bây giờ giá chỉ hơn 6 triệu. Nhưng một điều là anh em chọn máy là anh em nên chọn máy có hình thức rất là đẹp. Và đẹp thì rất dễ về dính với hàng thay vỏ, thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em cách xem như thế nào là chuẩn nhất nhá. Thì ở đây là máy của Hàn, và anh em nhìn vào sau lưng giúp mình, tất cả máy của Hàn nó chỉ đều có chữ Samsung ở đây, và máy của Mỹ nó sẽ có chữ Galaxy Note 8 ở dưới này nữa nhá. Máy của Hàn không có đâu. Nếu máy của Hàn có chữ Galaxy Note 8 ở dưới này thì anh em bỏ, và máy của Hàn chỉ có chữ Samsung ở đây. Mình lưu ý anh em như vậy, máy của Nhật Bản nó lại không có chữ Samsung ở đây. Đó, nó chỉ có logo nhà mạng ở đây, và bên dưới này nó sẽ là chữ Galaxy Note 8. Đó là máy của Nhật Bản, còn máy của Hàn nó sẽ là như này. Anh em xem, nếu được như này thì anh em xem tiếp nữa. Anh em nhìn khu vực dưới phía dưới nha. Máy nào cũng vậy thôi. Thì máy của Hàn Quốc thì bao giờ cũng có 4 màu. Mình đa phần là mình có 4 màu, nhưng ở đây mình màu đen mình hết rồi. Là màu tím, màu vàng và màu xanh. Thì anh em xem ở dưới này nha. Đó, bao giờ nó cũng có một ký tự Hàn Quốc ở dưới này. Cứ có chữ Hàn là ok rồi đúng không? Và tên mã của nó là SMN950N. Đó, máy của Hàn Quốc là như vậy. Máy của Mỹ sẽ là U, và máy của Nhật Bản nó sẽ là khác, và máy của Việt Nam cũng sẽ là khác luôn. Đó, anh em xem nhá. Thì nó đơn giản như vậy thôi, chỉ có một dòng như này, có chữ Hàn ở đây. Và anh em xem có phần email nhá. Phần email này nó sẽ phải là trùng trên máy. Nếu không có thì anh em bỏ luôn, không nên mua, bởi vì những cái máy đó không phải email chuẩn, không phải lắp lưng chuẩn rồi. Không phải lắp lưng chuẩn, chắc chắn là một điều là đã được thay và đã được dựng lại. Những cái máy này như thế là mình sẽ gọi là dựng lại, và anh em sẽ bỏ luôn, không lấy nữa. Đó, tất cả máy nào thế thôi, cả màu tím này đều có in email sau lưng và phải trùng anh em nhá. Đó, thì anh em nhìn sau lưng này anh em đã biết rồi. Tiếp đó thì anh em mình hướng dẫn anh em cái chọn này. Bây giờ mình sẽ nhấc tất cả những chiếc máy này của mình lên. Máy bên mình thì sẽ đẹp như này. Đó, thậm chí có những máy này đều còn cả cái siêu viền này luôn. Những máy còn siêu viền một số cửa hàng nó sẽ bán thành hàng trả bảo hành luôn, nhưng mình không, mình đều bán là máy cũ hết, bởi vì là lấy đâu ra hàng trả bảo hành anh em? Hàng bảo trả bảo hành hiếm lắm. Đấy, không nhiều để cho anh em bán đâu. Đó, mình bán là cũ hết. Đấy, nhiều chiếc máy vẫn còn siêu đây. Không quan trọng, bởi vì là mình chọn máy đẹp mà. Có hay không quan trọng, cứ viền còn nguyên không bị cháy xước như này là được. Và anh em nhìn lại cái viền nhá. Đó, các màu đều trùng. Đơn giản này thôi, anh em lật cho mình cái viền này lên. Anh em cứ nhặt lật dưới đít ở đây, anh em nhìn luôn cho mình. Xem cái màu của cái bút và màu của cái viền nó có trùng lặp hay không. Đó, nó phải trùng nhá. Một, không trùng là cái viền không phải viền xịn. Hai, không trùng là cái bút không phải bút xịn. Đơn giản như vậy thôi, anh em cứ xem có trùng hay không. Ờ, rút cái bút ra. Đấy, để sang một bên, trùng màu nhá. Tím đây, xanh đây, và tất nhiên là đen sẽ là màu đen. Đấy, bút này cũng có thể là bút đẻo nhá. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách xem luôn. Rất khó phân biệt. Đó, các màu nó sẽ đi theo như này. Màu đen sẽ là màu đen nhá. Ở đây thì mình không màu đen, anh em xem này. Đó, cái màu nó sẽ trùng này, anh em nhìn nhá. À, nhầm. Đây màu xanh này. Đó, anh em nhìn nhá. Cái màu nó sẽ trùng này. Đó. Đây, để mình lấy nét lại này, anh em nhìn nhá. Cái màu đó nó sẽ trùng. Đấy, em cứ vuốt cái màu đi. Màu của cái bút nó trùng hết luôn. Là ok. Đó, các màu nó sẽ đi theo nhá.
À, mình rút ra tiếp anh em nhìn. Anh em nhìn tiếp ở những cái khe này. Đấy, nó không có vết bóng ở bên trong, không bị vết bị sơn lại. Là ok, những khe này. Nó rất là đều và không có vết bị sơn lại này. Anh em nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ cái khe cái chân sạc nha. Đó, nhìn anh em nhìn có thể nhìn thấy cái phần nhựa. Phần nhựa bao quanh chân sạc này. Nó không bị sơn vào đâu nhá. Đa phần là ngày xưa mình có gặp ấy là trường hợp sơn vào nó sơn luôn cả cái vào cái phần nhựa của cái chân sạc này, cái màu vàng nhìn rõ hơn này. Đấy, cái phần nhựa ở chân sạc nó sẽ trùng với cái màu của cái sóng ở chỗ này. Đây. Còn màu xanh thì hơi khó nhìn hơn. Ở camera hơi khó nhìn nhưng ngoài dễ nhìn lắm anh em nhá. Một tí cũng vậy này. Đấy, và anh em lưu ý giúp mình là cái nhựa này nó rất là đều luôn. Đấy anh em vuốt này, nó rất là đều luôn này. Vuốt này nó rất là đều luôn này, nó không bị cấn tay đâu nhá. Thì nó là viền xịn rồi, ok. Đó. Đó là cái viền này đơn giản như vậy thôi. Đấy, cái nút này. Cái nút này xem rất là trùng luôn. Rất là trùng màu với cái viền luôn. Bên này cũng vậy này. Đấy, màu xanh đây. Anh em xem nhá. Thì là ok rồi, cái viền ok. Đó, bây giờ tiếp ta chúng ta đến mặt trước. Đây mình bỏ những cái bút này sang một bên, đây đều là những cái bút xịn hết. Bút đẻo anh em không nên mua đâu nhá. Đây là những cái bút xịn hết này. Đó, bây giờ đến cái mặt trước này mình tắt đi này. Anh em nhìn nhá. Mặt trước của màu nào thì nó cũng giống nhau. Đấy, nó rất là đen, nó vô cùng đen luôn. Đấy, và không có một ký tự của thương hiệu nào hết. Anh lưu ý giúp mình là Note 8 không có một ký tự thương hiệu nào ở đây. Đấy, máy của nước nào cũng vậy thôi, đây là máy của Hàn Quốc nha. Và anh em nhấc lên và nhìn kỹ giúp mình. Nhìn kỹ giúp mình. Phía trên nó có một cái camera trước ở đây. Và bên này nó sẽ có hai cái cụm cảm biến bên này, nó có hai cái lỗ tròn tiếp bên này. Có một lỗ tròn to là cái này là cái camera để lấy quét bóng mắt này. Và một cái đèn, cái này là cái báo đèn sạc và báo đèn thông báo. Và bên này nó có một cảm biến khác ở đây. Bao giờ anh em đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bao giờ cũng là cái 6 lỗ tròn. Và ở giữa này nó là cái loa trong. Đó, bên dưới này thì không có một cái gì hết. Anh em lưu ý nhá, Note 8 bao giờ cũng sẽ là thế, nó là chuẩn. Anh em nhìn tiếp giúp mình những cái cạnh bên này. Anh em lấy một tờ tiền, anh em nhét đây. Xem có dễ không, nếu nhét vào dễ thì rất là nguy hiểm. Anh em lưu ý giúp mình rất là khít nhá. Nó khít của máy này khả năng chống nước nữa, cái viền nó rất là khít luôn. Đó. Đó, rất là khít nhá. Anh em nhìn kỹ giúp mình ở sau xung quanh viền này xem có keo không, lòi keo lên thôi thì bỏ luôn, không lấy nữa. Đó, bởi vì là keo là đã được thay rồi, đúng không? Đấy, đó là cái mặt trước, mặt sau cũng vậy. Anh em nhìn kỹ cho mình cái phần camera này. Phần camera sau này. Phần cảm biến này, phần đèn flash này. Đều không có bụi bên trong và rất là nét. Rất là nét nha, anh em lau kỹ mới rất là nét bên trong, không có bụi bên trong. Cân hay không quan trọng. Bởi vì là có thể cái camera nó sẽ thay đổi các góc, có thể sẽ không cân là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng nhất là không có bụi, anh em xem nhá. Xoay kỹ không có bụi là ok. Và những cái viền mép này. Bởi vì máy này là máy chống nước và tháo ra là tháo bằng cái lớp lưng này. Đó, thế nên anh em nhìn kỹ nha, nếu thường thường có vị tháo ra có vị dán lại thì keo nó sẽ lòi ra đây. Nhìn kỹ những khe này không có một vết keo gì luôn. Có một cái vết bụi thì không sao, bởi vì anh em có thể cải dùng cái dao lam để cải ra hoặc bỏ cửa hàng vệ sinh cho không có bụi được. Chứ có keo là chết dở nha. Lấy cái tay mà giết là mềm mềm như keo, lại cái keo bê 7000 đấy. Người ta dán lại thì nguy hiểm lắm, đúng không? Đó, không có keo là ok và cái màu rất là cân bằng. Nhìn kỹ những cái mép dưới này. Xem đã bị cạy chưa? Bởi vì đa phần thợ nhá, nó cạy nó sẽ hay cạy ở dưới này. Đấy thì sắt lách dao lam đây sẽ bị xước cái sơn ở mép này. Mép này chưa bị xước một vết sơn nào, chưa có vết cạy nào là ok nhá. Bởi vì các vị hay cạy đây hoặc cạy dưới này, nhưng đa phần nhá là cạy dưới này, dưới cái mép này. Đó, anh em nhìn kỹ mép này không bị xước là ok. Lắp lưng rất là xịn, lắp lưng có chữ IMEI rất là xịn, IMEI in rất là sắc nét và không bị cạy là ok nhá. Đó, thì đơn giản là xem hình thức như vậy. Tiếp theo đó là mình sẽ xem đến phần bên trong. Anh em cầm luôn cái máy lên. Bật đi không quan trọng, anh em ấn cho mình nút nhỏ tiếng này, nút Big Buy này, nút là nút Big Buy nhá. Và giữ nút nguồn cho mình. Đấy, để xem máy Hàn nhá. Cứ giữ đi. Cứ giữ thôi, giữ khoảng 10 giây. Đó, cứ giữ thôi. Tắt đi kệ nó, giữ thôi. Đó, thì nó vào cái bảng màu xanh như này. Đây, thì nó không sáng đèn đâu nhá. Nó không sáng đèn, nó hơi khó nhìn, anh em nhìn nhá. Nó sẽ toàn ký tự của Hàn đây. Đây là cái chế độ để anh em chạy lại phần mềm, chế độ vào Download Mode. Đấy, thì toàn ký tự chữ Hàn đây, mình không hiểu đâu nhưng mình cứ vào đây. Đấy, ấn to tiếng tiếp để vào. Bên dưới này nó hiện đo hình cái mũi tên và vẫn là chữ Hàn. Của Mỹ nó sẽ hiện tiếng Anh, của Nhật nó sẽ hiện tiếng Nhật. Mình lưu ý anh em như thế nhá. Và cái quan trọng nhất anh em nhìn này. Vừa giờ mình có nói thì ở sau lưng này nó sẽ là cái mã là N950N đúng không anh em? Chỗ khu vực này. Và trên này anh em nhìn nhá. Cũng đúng luôn, nó là N950N. Như vậy là ok. Đó, anh em nhìn tiếp chỗ phần này là bị can thiệp phần mềm hay chưa ấy. Thì vào chỗ phần void nó hiện là không, con này hoàn toàn chưa bị can thiệp phần mềm, vẫn là ROM gốc của Hàn Quốc.
Đó, như vậy là ok nhá. Chúng ta sẽ khởi động lại máy, cứ nhìn đúng mã như vậy là ok, và vào đúng ký tự Hàn như này là đúng chuẩn Hàn rồi. Đấy, bây giờ đến lượt vào bên trong và kiểm tra áp suất là biết chưa thay vỏ hay không. Áp suất mình ở đây mình nói là áp suất là cái để mình biết có thể chống nước hay không. Nếu còn áp suất thì khả năng chống nước của nó là 99%. Anh em nhé, nếu còn áp suất ở khả năng chống nước là 99%, và những cái máy đấy là 80% chịu bị tháo ra. Vì sao mình nói 80%? Bởi vì là những thợ giỏi là người ta vẫn có thể làm lại được áp suất. Đó là vấn đề rất là nguy hiểm đó. Nhưng mà anh em cứ xem, còn anh em có thể tự tin là 80% chịu bị tháo ra rồi, còn 20% còn lại thì phải thợ giỏi nó mới làm được cơ. Đó, máy này khởi động mình không quan trọng. Bây giờ mình sẽ vào cái phần gọi điện nhá. Đấy, ô thôi kiểm tra email trước đi. Sao thăng 06 thăng đúng không? Sao thăng 06 thăng. Đây, chiếc máy này đã được độ lên 2 sim thì nó sẽ hiện hai email như này. Nhưng hai email nó sẽ là giống nhau. Đó, máy Hàn thì bao giờ hai email sẽ là giống nhau bởi vì độ 2 sim. Và sau lưng nó sẽ trùng luôn sau lưng. Đấy, nó sẽ trùng luôn cái dãy email đấy nhá. Đấy, anh em nhìn nhá. Nó sẽ trùng luôn. Đây, sao thăng 06 thăng. Đấy, máy này được độ 2 sim rồi thì nó sẽ hiện hai email. Chứ còn nếu chưa độ 2 sim như chiếc máy màu tím này vừa rồi mình kiểm tra bên trong ấy, anh em sao thăng 06 thăng. Nó chỉ là một email thôi. Đó, cái số gạch ngang 01 bỏ qua nhá. Đấy, serial number ở dưới này. Đó, kiểm tra serial number thì như nào? Thì cũng đơn giản thôi, serial number nó không in trên vỏ đâu anh em ạ. Nó có thể in bên trong. À, nó có thể để trong phần mềm máy. Đó, số serial number này anh em này. Đó. Đấy, thì ở đây, đây máy đây anh em nhìn nhá, SMN950N nó chưa bị can thiệp phần mềm nhá. Còn đây bị can thiệp phần mềm rồi, nó sẽ là như thế này này. Chạy được 2 sim rồi nó sẽ là như này này. Đấy, cũng ghi là nó 8, như tên mã là N950F hoặc là DS là bản phiên bản quốc tế đó. Hoặc là 2 sim đây, 2 sim thì số trùng nhau. Cái này không quan trọng đâu, bởi vì con này nó chạy được 2 sim rồi. Đã bị can thiệp phần mềm rồi. Đó, còn trước này chỉ bị can thiệp phần mềm. Đấy là mình hướng dẫn anh em cách xem qua thôi, còn bây giờ quan trọng nhất là áp suất nhá. Mình ấn này, mã là sao thăng, không sao thăng này. Đó, thì bây giờ mình vào chỗ sensor này. Đấy, thế anh em nhìn cái chỗ này không? Anh em bấm tay vào nhá. Đấy, anh em nhìn nó nhảy lên 7 không? Bỏ tay ra này. Nó nhảy lên này. Đó, nhảy lên 7 này. Đấy, là áp suất còn nguyên. Thì những cái máy như này đa phần là khả năng còn chống nước còn được. Đấy, ví dụ mình nhấc cái khai sim đó nhá. Thì mất áp suất nhá. Nó nhấc khai sim mất áp suất này. Đây, đấy nó còn báo có thể là không đóng kín, có thể sẽ bị chống nước này, bị hỏng do dính nước này. Đấy, nó có thể báo này. Đấy, thì mình ấn này, nó không chạy được nữa này. Ấn mạnh đến mấy thì nó không nhảy nữa này. Lại vào nhá. Lại nhảy này. Đấy, nhìn cái chỗ này nhá, anh em nhìn lại chỗ này nhá. Đấy, nhìn lên 2 không? Đó, nhìn thấy nhảy không? Đó, thì áp suất còn nguyên. Đó, thì là máy này có thể chống nước được. Cái chế độ của Samsung nó rất hay, có chế độ sao thăng không sao thăng ở đây. Đó, thì ở trên này anh em cũng có thể vào anh em nhìn màn hình luôn, xem có điểm chết hay không, hay có một điểm đen hay không. Điểm chết điểm đen thì bỏ, vì màn hình Samsung rất là đắt. Màn hình Samsung không bị làm fake được và rất là đắt. Màn hình của Note 8 này có thể lên đến 5 triệu anh em nhá. Thế nên anh em xem cẩn thận này. Những cái mép này rất đều màu này, không có một điểm mờ nào, không bị bóng mờ nào. Ở bên mình không bán bóng mờ mình trả luôn, mình không bán. Không bị điểm chết nào là ok. Đó, màu đỏ này. Màu xanh này. Màu xanh blue này. Đó, anh em xem đều tất cả đều còn là ok. Sensor ở đây rồi và cảm ứng đây. Đấy, vuốt hết được góc này. Thì cả ứng hoạt động bình thường nhá. Cái này thì đơn giản thôi, máy nào anh em cũng đi test này. Và anh em bật camera để test camera. Đấy, Samsung có chế độ này thì cái đấy vấn đề camera các thứ mình không nói. Ở đây mình đang hướng dẫn anh em cách phân biệt có bị dựng hay không. Thì anh em xem đơn giản vậy thôi nha. Chưa bị thay áp suất, chưa bị nhảy áp suất, chưa bị thay vào lưng. Lắp lưng còn nguyên email là ok. Tuy nhiên anh em nhấc cái này lên, anh em nhìn kỹ cho mình ở dưới góc này. Anh em dùng một cái máy khác, anh em bật cái đèn lên. Bật cái đèn pin lên. Đó, bật đèn pin lên soi ở dưới này cho mình. Bật cái đèn pin lên soi ở dưới cái này nhá. Nó nằm ở dưới cái này này. Đây, nằm ở dưới cái này. Nó nằm ở phía bên bên ngoài. Đấy, ở dưới mép này, nó rất là khó nhìn trên camera, rất khó nhìn anh em nhá. Đấy, anh em nhìn cái trắng trắng không? Nó khó nhìn lắm, nhưng mà anh em nhìn dưới này ấy, nó có một cái điểm trắng và nó có một dấu có điểm nhẹ nhẹ màu tím, dấu cộng màu tím mà nó không bị biến màu đỏ là ok, đó là quỳ tím ấy thì nó không bị dính nước. Thì những cái máy đó là mới chưa bị dính nước là ok nhá. Phải còn, nếu không còn thì bị thay rồi, bị rỡ rồi. Phải còn quỳ tím và phải còn áp suất, tất cả là đều là còn ok. Đó, xem đơn giản như vậy thôi. Đó, chiếc máy anh em xem như thế là chuẩn rồi. Mình chỉ hướng dẫn anh em chỉ có vài phút anh em đã biết rồi, đúng không? Nó bị chưa thay vỏ rồi, viền viết còn đẹp. Và bây giờ quan trọng nhất là đến xem cái bút. Cái bút này nó là cái bên ngoài thôi. Nhiều trường hợp bị thay mất rồi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà đi mua máy chọn được cái bút chuẩn là sướng nhất. Đây, ở đây thì mình có một cái bút đẻo này. Bút này cầm rất nhẹ, cầm trên tay rất là nhẹ và không được chắc chắn như cái bút xịn nha. Và anh em nhìn cho mình chữ Samsung ở đây. Thì tất cả những cái máy thì màu gì nó sẽ theo cái bút màu đó. Và cái chữ Samsung này anh em hiểu nôm na cho mình như này, luôn như kiểu là bắn laser vào, chứ không phải phun sơn nhé. Nó sẽ bắn laser vào đây. Đó, và nó sẽ có cái màu theo, đa phần là theo cái màu của cái bút, chứ không phải là màu trắng. Cái bút đẻo là nó sẽ là in cái sơn nhựa vào đây, in full màu vào đây. Đó,
chứ là màu rất là trắng. Và ở đây nhá, rất nói chung là khó nhìn, ở bên camera khó nhìn lắm. Anh em hiểu đâu na là chiếc bút này nó được bắn chiếc laser chiếc Samsung vào, chứ không phải India chữ lên đây. Đó, đây là chiếc bút đẻo và cầm rất nhẹ, chiếc bút xịn cầm rất chắc chắn luôn. Đó, và nhìn cái nút này, nhìn cái nút nó cực kỳ chắc chắn luôn này, cái nút này rất là long lanh luôn, và cái nút này sơn rất là đẻo. Đấy, cái bút xịn thì dùng sướng lắm anh em. Đây nhá, nút bút đây nhá. Đây, đây mình cắm lại này. Nốt 8 còn nguyên chân nhận bút này. Mình tắt ngồi đây nhá. Nút là này. Đấy, điện thoại báo luôn là nút bút và viết lên trên này được này. Đó, đây là bút xịn nhá. Cầm cái bút khác này, viết được luôn này. Bút khác viết được luôn nhá. Đấy, còn bút đẻo của mình đây. Đấy, anh em nhìn đâu. À, à, rất đứt nét này. Đó, nhìn nhá. Mình đi ra rồi nhá. Không viết được, đây là bút đẻo, anh em mua bút rất là nguy hiểm. Cái bút này thì nó chỉ phần ngoài da thôi, nhưng mà chọn là cái bút xịn thì vẫn yên tâm hơn. Bút xịn thì có thể máy cũng là xịn mà, nhiều khi bút đẻo chứ chắc là máy nó xịn đúng không? Đó, thì ở đây mình hướng dẫn anh em rất là đơn giản, anh em xem cực kỳ đơn giản luôn. Anh em nhớ lại nhá, vỏ phải có email này, phải có email, phải để in đúng mã này. Đó, áp suất còn nguyên này, tất cả vỏ phải đều màu, bút đều màu này. Đấy, quan trọng nhất là bút phải rất là đều màu nhá. Đấy, nút vào đây anh em nhìn như một khối luôn này. Đó, anh em nhìn thấy không? Đây, bút ở đây. Máy viền màu vàng, bút màu đen như này, hoặc cái bút đấy, hoặc cái bút màu vàng mà nó không trùng màu, màu kiểu khác đi thì thôi bỏ. Đấy, nhìn nào, trùng màu này, rất là trùng màu nhá. Và áp suất còn nguyên và email trùng máy vỏ là ok. Thì ở đây mình hướng dẫn anh em rất là giản xem như vậy thôi. Anh em chỉ mất có mấy phút là anh em có thể nhận biết được chiếc máy của mình có phải xịn hay không. Anh em xem và bổ sung giúp mình, nếu thiếu sót thì anh em bổ sung giúp mình và comment vào dưới video. Anh em cảm thấy hay chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Anh em subscribe kênh YouTube của mình để được theo dõi những clip tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn anh em xem cụ thể hơn và cập nhật tất cả cách xem điện thoại cho anh em để được mua máy chuẩn nhất. Cảm ơn anh em xem clip nhé. Chào tạm biệt anh em.